Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay ở ngoài trời mưa rồi sấm sét quá nên mình đi vô nhà mình ươm mấy cái hạt bắp này ha. Này là hạt bắp và từ cái chai bắp mà giống của người Lào họ họ cho mình đó. Cái trái nó khoảng 4 inch là khoảng 6 cm thôi. Thì sau khi mình ngâm cái hột của nó trong cái nước ấm khoảng 6 tiếng á thì mình bỏ trên cái giấy lau tay như vậy rồi bỏ vô trong cái hộp. Cái này mình quên có một ngày thôi nhưng mà nó ra cái rễ quá dài luôn. Mình ươm cái này lúc tối thứ mình ngâm tối thứ năm mình bỏ vô, rồi hôm nay là thứ bảy đó mà nó ra cái rễ quá dài, cho nên khi mình trồng mình cũng phải cẩn thận một chút. Rồi hôm nay á nhà mình cũng không còn đất gì ngoài cái loại này cho nên mình sử dụng cái loại đất này. Và mình mix với cái phân bò này, trộn chung với phân bò này. Thì ở đây mình đã có sẵn một cái hỗn hợp là 3 phần đất. 3 phần đất này ha. Rồi 1 phần phân bò. Thì mình đã trộn sẵn ở đây. Và bây giờ mình bắt đầu bỏ vô những cái hộp nhỏ nhỏ như vậy để mình ươm những cái hạt bắp.
Rồi mình đi lấy cái bình nước mình xịt xịt sơ sơ lên cho nó độ ẩm ha. Này mình làm đại khái như vậy thôi, rồi sau đó mình sẽ tiếp tục làm hết cái phần này. Nếu mà mình làm hết thì nó lâu quá, nó cùng chung một cái tiến trình, cho nên mình chỉ làm đại khái như vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ xịt nước lên trên. Và đó là cái phần chia sẻ ươm hạt bắp của mình. Thì sau đó mình sẽ đem ra greenhouse, nhà kính để mình bỏ vô, đợi cho hết trời mưa thì mình sẽ sau một tuần rễ nó ra nhiều hơn thì mình sẽ trồng xuống đất. Và đó là một chút chia sẻ của mình tới cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chúc cả nhà một ngày vui vẻ, bình an và thật hạnh phúc. Bye bye cả nhà nha. Xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.